bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ. Đông dã man thiệt luôn á. Hồi chiều giờ biết bao nhiêu là khách, biết bao nhiêu là tiền. Ước gì mình có được một quán như thế này, chắc là mình sẽ nhanh giàu lắm. Mà nếu như mà mình có một quán như thế này thì không lâu sau mình sẽ trở nên giàu có. Và không lâu sau nữa mình sẽ trở thành tỷ phú. Rồi mai mốt khi mà mình trở về thiên đình, mọi người sẽ ngưỡng mộ mình bởi vì lúc đó mình đã trở thành thần tiên tỷ tỷ. À mà khoan, muốn có một cái quán như thế này á thì phải có thật là nhiều tiền. Không phải là thật nhiều tiền bình thường, mà phải rất 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 là nhiều tiền. Mà bây giờ thì mình đâu có tiền đâu. Phải làm sao để có tiền đây? Phải làm sao để có tiền đây ta? Quanh. Dạ. Ngồi làm gì mơ mộng đó? Dạ. Khách bên kia tính tiền kìa. Dạ con qua liền. Trễ quá à. Không biết làm gì để có nhiều tiền bây giờ. Thì chán rồi. Bây giờ bà muốn nhiều tiền, muốn giàu thì giờ bà uống nước đi, lát tôi chỉ cho. Dạ hai chị uống gì? Cho chị ly nước cam nha. Lấy chị một ly sữa được rồi. Dạ, một ly nước cam, một ly sữa. Hai chị đợi em một chút nha. Sao? Nói tôi nghe đi. Bí quyết gì chị tôi coi. Trời ơi, giờ bà muốn giàu thì bà phải săn đại gia. Mấy ông đó đầy tiền cho bà xài cả tuổi thanh xuân. Trời ơi, nhưng mà đại gia mà bà làm như lá mít lá mơ ngoài đường vậy á, tao phải muốn có là được đâu. Bởi vậy tôi nói bà dở. Bây giờ bà không nghe người ta hay nói cái câu mà phải săn đại gia hả? Săn đại gia đó, mà không có đại gia thì mình có thiếu gia, không có thiếu gia thì mình có mấy cái ông già đó. Mấy ông đó lắm tiền lắm của nhưng mà mê gái lắm. Hay tụi mình cũng đẹp gái chứ bộ, lo gì mà không có được một ông. Đúng rồi, chỉ có cách đó là nhanh nhất thôi. Ý, sao em chưa đi lấy nước nữa? Dạ em đi liền á. Hai chị đợi em một chút nha. Nè, bà lấy hình ra đi, coi tấm nào đẹp ở Facebook thả thính. Trời ơi, mấy anh đại gia sáng liền. Nè, tấm gì đẹp nè, đó thả liền đi, thả đi trời. À, nước của hai chị đây. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em nha. Nhưng mà hai chị bé thấy thương quá ha.
Nè nè nè, quay lại đi. Bà úp Facebook đi, úp cái tấm này nha. Đó, bà úp lên bà săn, có gì bà chiếu cố lại tôi với. Wow, đúng như hai chị gái nói. Ở trên mạng toàn là gái xinh tuyển chồng đại gia không à. Mặt xinh, dáng lại đẹp nữa chứ. Mình cũng đẹp chứ bộ. Mặt thì xinh nè, cute nè, dáng thì chuẩn nè. Nhưng mà cái này bà không sao. Mình hội tụ đủ các tiêu chuẩn để có chồng đại gia mà. Quên mất. Mình còn phải đi học, còn Tuấn Kiệt nữa chứ. Mình phải quan tâm cho Tuấn Kiệt. Sao mà lấy chồng được. Trời ơi Quánh, bây giờ này lên Facebook nó không chịu ngủ sớm đi, ngày mai còn đi học sớm. Chị. Chị. Chị có muốn lấy chồng đại gia không? Cái gì? Em nói gì? Lấy chồng hả? Lấy chồng đại gia nha chị. Em đừng có sát mối tìm chị được không? Em biết rồi đó, chị có người yêu đâu. Hy vọng lấy chồng đại gia. Nhưng mà em nhìn chị đi, gương mặt chị nè, dáng dốc chị nè, chị cũng yếu điệu, thục nữ lắm chứ bộ. Vậy á mà quân tử tới với chị, hay là nhảy lầu không à. Đau lòng lắm. Thôi chị đừng có buồn nữa. Em cũng buồn lắm. Nhưng mà em phải học bài đây. Ngày mai em phải kiểm tra. Em lên nha chị. Tự nhiên khơi chuyện lấy chồng chi. Sát mũi tìm ta. Phải bỏ lên à. Mình lên luôn đi, mình cũng buồn ngủ mà. Trời ơi, sao mà kiếm đại gia khó khăn quá vậy nè. Đại gia ơi, người ở đâu? Đại gia ơi, đại gia, đại gia. Em. Ủa, hai chị mới tới hả? Ừ. À, cho chị như cũ nha. Dạ, ok, hai chị ngồi đi. Cảm ơn. Giờ mình lấy cho. Ê bà, tôi cảm ơn bà nhiều nha. Nhờ bà mà tôi sang được anh đại gia. Đẹp trai hết sức luôn vậy á. Thì chưa, tôi nói bà rồi, chỉ cần bà trẻ đẹp đủ tiêu chuẩn, sang đại gia dễ ẹt hả. Ủa mà bà sang ở đâu vậy? Trời, dễ ẹt à. Bà chỉ cần chụp hình cho đẹp vô, rồi đăng lên Facebook, thế là mấy anh đại gia nhào vô làm quen bà liền. Trời ơi, dễ vậy luôn hả? Chị, chị sang đại gia mà đơn giản như vậy thôi là kiếm được rồi hả? Đúng rồi đó em. Em chỉ cần đẹp, đẹp là được. Mà em cũng muốn sang đại gia đúng không? Trời đất ơi, có chứ. Đại gia thì ai mà không muốn. Mà chị sang đại gia ở đâu vậy? Trời dễ lắm em. Tướng em đẹp vậy nè, chỗ mặt em dễ thương vậy. Em chỉ cần chụp hình up lên Facebook thả thính thì biết bao nhiêu anh đại gia săn đón em. Chứ đi làm phục vụ cái kiểu này thì phí cả tuổi thanh xuân, có khi chết khô đây nữa đó em à. Cái gì? Chết khô nữa hả? Không được, không được đâu chị ơi, không được đâu. Em phải kiếm đại gia, em phải có thật là nhiều tiền. Em phải trở thành thần tiên tỷ phú. Bản quyền phim, full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.